cho làm gì cha? Gặp ba cái lá mía đằng mà cho nó sạch sẽ đằng bán kiếm tiền con ơi. Trời ơi, cha lo gì, con có tiền nè. What? Tiền nào mày có? Ngày qua cha, con đi ngang hai anh kia kêu con leo lên cây 10 phút được 500 ngàn. Con chơi ít quá, con leo 20 phút, ảnh cho con 1 triệu. Nope. Không có cự lắm cha. Con leo lên cây phải không? Hai ảnh nhìn mấy ảnh, nhìn lên cự quá trời luôn. Cái mặt nhìn nó ngu. Nó ngu đờ mà nó nhìn nó ngu mất cự lắm, nó ngu dữ lắm luôn. Ngãn qua mày mặc cái gì? Ngãn qua con đi đám cưới gì con mặc cái đầm. Thôi con ơi, con bị lừa rồi. Lúc mà con leo lên cây đó, là ở dưới nó nhìn lên á, là nó thấy cái quần của mày con. Nó có đâu. Nè, con thừa hưởng được cái sự thông minh của cha đó. Hổ phụ sinh hổ tử. Sao? Con nói cha nghe một lần một cha nổi con luôn à. Sao? Trước khi con leo lên cây là cái quần con giấu rồi. Sao nó lại trời ơi, trời ơi, thấy con không hết á? Không hết á. Con 3 năm mà dạy 1 giờ, con ơi là con. Cô ơi, làm ơn giúp đỡ bố con cô ơi. Trời ơi, hai cha con tội nghiệp quá à. Đây là cô cho 100 ngàn nha. Bố ơi, bố cho con 100 ngàn bố ơi. Cô ơi. Cô ơi, có sao không? Cho em 200 nữa nè. Cho con 200 mà bố ơi. Ở đây à? Còn lâu được cách sập nữa con. Dạ. Được chiều tư. Bữa nay tao quánh chén luôn á. Ê, sáng giờ có lý không? Tổng còn thiếu tay kìa. Anh em mình chân. Sao? Anh em mình chân. Mày ngồi đây mày xin đi. Ngồi đây. Đây đây, chào tổng kiếm vốn. Hai bên sao rồi? Chiếu ai? Đúng là dân có tiền nữa, có chuyện có khác ha. Có tiền mà. Sao? Mẹ. Tốc độ đó. Chết rồi. Ba tay. Tay trắng, tay đen. Té ngoài bắt mày. Bắt đây. Đó. Ừ. Ừ. Bà nấu cha nó có đấm này. Chúng ta một cái đi rồi tôi lấy tiền. Nó bắt được. Từ khi anh quen em tới bây giờ đó hen, mấy nhóc ác ở xóm này anh không sợ thằng nào chứ, kể cả ông già anh mà còn không sợ nữa mà. Cái gì ông nói? Cái gì? Anh còn sợ đúng rồi. Sợ ai? Em á. Ông á? Còn chuyện tôi đó nghe chưa? Từ ngày em về bên anh tới bây giờ, anh làm bao nhiêu tiền em giữ hết, cái tự nhiên anh phẹ ra. Nói gì? Anh vui. Vui là em lấy hơi vui biên. Cấp. A few moments later. Sao? Mày cấp mấy năm rồi? Nói. Nói đi. Sao nói? Mà thôi mày khỏi nói đi. Tao bịch vậy lấy gì mày nói. Nằm vậy luôn đây. Em thấy chưa? Có em gọi hả? Anh không có sợ thằng nhóc ác đâu xóm này chứ. Thầy út thì mà. Không sợ thằng nào chứ. Anh nói rồi, anh không sợ thằng nào chứ. Thằng nào, thằng chạy đầu. Cái gì? Cái gì kiểu này không ổn rồi anh ơi. Làm gì? Gì anh hai? Cái sưởng ngoài mà nó không cháy. Đứng ngoài sáng giờ luôn á anh hai. Tới mày nghĩ sao mà lò trong đó, tao để trong đó cho cháy mà mày lên ra đây nhóm này. Ai bài ra vụ này vậy nè? Anh này nè. Sao mày không đem ra ngoài đường mà nhóm luôn đi? Ủa cũng có cháy đâu. Trời ơi, mày chỉ cười. Mấy thằng bay đem đi vô giùm tao cái xe nó đổ hút mấy mày bây giờ. Thôi đem vô nhà, đem vô nhà. Anh không mà cũng anh chỉ không à. Yêu con mà. Sao mơ giùm không cháy hả? Mày vô mày lấy cháy rồi không anh ơi? Ngoài nó cháy. Tao không sợ mấy đứa bay thiệt chứ. Kiếm lửa người ta có dầu hâu nè, là sao chịu lỗ vô. Ủa mày đẩy cái này là sao cháy? Rồi làm sao? Ngu vậy đó mà. Đoạn gì nè. Rồi cháy dầu hâu vô. Quẹt vô dầu. Lục. Nè, tốt. Đó, được chưa? Đó, thấy không? Mày dục vô. Cháy.
hai vô gắng lấy tiền nằm viện luôn anh hai. Ở chỗ rồi anh hai ơi. Ở anh hai ơi. Hôm nay hai anh muốn chơi cái gì vậy? Để cho thằng hai tao biến quyết định đi. Bây giờ đi thì dắt lên, đi thì dắt lên. Hai cậu dựng lên lại. Má ơi, gì vậy, chơi được không chị? Không nghĩ thì đưa đi bệnh viện đi. Lấy đồ ra cho tao mày. Mày nước quá. Đang dư tiền mà. Đã đói bụng nữa mà. Mày dư tiền đâu? Người ta nói ăn một người vô một khỏi ăn bánh mì. Mày bắt bài đi. Bắt bài đi. Bắt bài đi. Cái mẹ đi về đi. Tao bệnh lên. Tao đây là cái thùng rác thiếu đi mà. Bán cho xe coi. Ừ, để ra liền, em ra bán xe em ơi. Rồi anh lựa đi. Cha xe này đẹp nè cha. Ừ. Xe mới nhập về đó. Thằng kia nó chạy mà nó để lại cho tôi đó ông ơi. Cho mình chìa khóa. Lấy chìa khóa em. Cho em thử với anh ơi. Rồi lấy chìa khóa luôn em ơi. Rồi. Chìa khóa anh ơi. Ờ. Đây. Con đi trước nha chú, con thử trước nha chú. A few moments later. Tính tiền cho tôi chiếc này đi. Dạ chiếc này 60, còn chiếc hồi nãy là 40 là 100 đó chú. Ủa có chiếc này đi chiếc nào nữa? Chiếc hồi nãy thằng con ông chạy đó thằng chi? Con nào tôi có con nào trời? Con nãy đi chung đó. Con nào tôi có con nào tôi có con này con gái con nào? Còn cái thằng hồi nãy là cái thằng nào? Tôi đâu có biết đâu. Thầy út thì mà. Trời ơi. Rồi chiếc xe của tôi đâu? Ai biết? Là chậu. Thấy tụi tao. Xe của mình. Chạy đi con tôi.